Xin chào mọi người và chào mừng đến với cập nhật hàng tuần, nơi chúng tôi đã giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong ngành game pha chỉ trong 10 phút. Tôi là người dẫn chương trình của bạn Ellie từ Game 3 và tuần này chúng tôi sẽ đưa ra một số tin tức đáng chú ý vào tuần thứ 3 của tháng 8. Vì thế, ngồi dậy và xem lại những gì tuần này sẽ cung cấp. Đầu tiên chúng tôi có một thông báo thú vị. Từ một trong những Metaverse lớn nhất, Hộp Cát, với kế hoạch điên rồ nhất để thực hiện mùa tiếp theo, một trải nghiệm rộng được sao chép. Enfer mùa 3 sẽ mang lại hơn 90 trải nghiệm. Quê si ra phăng và nhiều hơn nữa. Metaverse đã hứa hẹn một mức đóng gói 10 tuần mùa hè với những hành động bất tận. Cùng với những trải nghiệm mới, Enfer Season 3 đã điều chỉnh tính đúng đắn của Integer. Với sự hỗ trợ cho hình đại diện bên ngoài, Hộp Cát có hình đại diện Vaxalat từ 13 bộ sưu tập NFT phổ biến. Ví dụ, người chơi có thể sử dụng avatar của thỏ trong trải nghiệm chết đi bộ của họ. Tiếp tục nắm giữ NFT đột ngột sẽ thưởng cho người chơi vào cuối mùa giải theo bài đăng chính thức. Chủ sở hữu NFT sau, chủ sở hữu và chủ sở hữu sẽ nhận được Essence và các phần thưởng khác mà không có Enferbasi. Và cuối cùng là điều thú vị nhất, Hộp Cát đang cho đi 1,5 triệu xu cho những người chơi xếp hạng hàng đầu. Cho Enfer phần 3, 5.000 người chơi hàng đầu sẽ được thưởng cát. Và một người chơi hàng đầu sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng 30.000 xu. Quá trình này sẽ được yêu cầu sau khi mùa giải kết thúc. Trải nghiệm đầu tiên của mùa thứ 3 là dự kiến vào ngày 24 tháng 8 năm 2022. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập trang web hoặc blog chính thức của Sandbox. Kế tiếp, chúng tôi cũng có một tin tức thú vị khác từ Hộp Cát. Đó có phải là Golden Ramsay đầu bếp đông dân nhất thế giới, người xuất hiện trong Metaverse này. Sự hợp tác mới sẽ mang lại chương trình thực tế, nhà bếp và trải nghiệm nhà hàng trong Metaverse. Hoshi Kitchen sẽ được tổ chức trên East Village. Người chơi sẽ có cơ hội tham gia Hoshi Kitchen và nấu một số ngon và nhận phản hồi của Ramsay. Hơn nữa, người chơi cũng có thể mong đợi có khá vài tài sản chủ đề nhà bếp và biến nó thành hình đại diện Golden Ramsay độc quyền trong tương lai. Nghe siêu tuyệt vời phải không các bạn? Golden Ramsay nhận xét không còn gì nữa thú vị với tôi hơn là mô tả lãnh thổ mới. Liệu đó có phải là tạo ra một món ăn đặc trưng, một khái niệm nhà hàng mới, một chương trình mới hoặc bây giờ là một trải nghiệm ở trong sân Bắc? Nhà bếp là nhà bếp đầu tiên thuộc loại này. Kinh nghiệm nấu ăn trong Metaverse như thể hiện trong đoạn giới thiệu. Thiết lập là sự lặp lại ảo của chương trình thực tế của nó. Thiết lập sau Paris Hilton Ramsay sẽ là người nổi tiếng mới nhất bước vào Hộp Cát. Bếp gia đình và sự nổi tiếng của Golden Ramsay chắc chắn sẽ thu hút người chơi đến với chương trình nấu ăn. Di chuyển trên màn sắc Delany thường được viết tắt là MOD. Trò chơi phiêu lưu hành động tiền 2D vừa thông báo rằng phiên bản beta công khai hiện đã trên có Mac, sẵn. Người chơi có thể tải xuống trò chơi trên thiết bị thị trường của họ trực tiếp từ trang web chính thức. Với cái này, trò chơi blockchain sẽ có sẵn trên Mac và Windows PC. Để tải xuống, người chơi có thể đi đến tắt trang web của bạn và cài đặt phiên bản tốt hơn. Tâm trí của Lanin là một cuộc phiêu lưu hành động. Trò chơi trình thu thập đan gân dựa trên blockchain Cosmos. Nhiều khả năng tên cho thấy trò chơi là tất cả về khai thác khoáng chất và tiến bộ qua các cấp. Khi người chơi khai thác và thu thập các vật phẩm trong trò chơi, họ phải giết quái vật. Nhà phát triển Working Man Interactive, trò chơi 2D là một kế hoạch chiến đấu hoàn hảo, khai thác và phiêu lưu trong môi trường liên hành tinh. Tâm trí của Lenny đã và đang tiến bộ. Kể từ khi nó được công bố, trò chơi có một khái niệm độc đáo với một vệt màu cảm động cú tốt. Với việc phát hành Max xây dựng đánh dấu mà bởi khán giả mà phim Vùng Đất Tiếp Theo vừa cập nhật giấy phép kinh doanh tạo doanh thu mà họ có NFT 3 không. Và trường hợp đầu tiên của NFT 3 không là khung lúa mì kỹ thuật số. Người chơi có thể sử dụng những trang trại này để trồng trọt trong hàng trò hóa chơi và phần thưởng riêng. Vì vậy, với cỏ dại, người chơi có thể phát triển trong trò chơi cỏ dại các trang trại cỏ dại trồng trên cỏ Maplewood năng động và có thể nâng cấp. Rất giống cái tên gợi ý, người chơi có thể trồng cỏ dại hoặc tạo ra nó theo nhiều cách. Tuy nhiên, hai phương pháp chính là phát triển và duy trì các trang trại và thu thập cỏ dại trong trò chơi. Chạy ra khỏi trang trại để khác, người chơi có thể nhận được một phần trong tổng số cỏ dại được sản xuất. Cỏ dại trong trò chơi cũng có nhiều nâng cấp sử dụng. Trang trại đến trang trại sửa chữa nhân vật, chữa lành các nhân vật và nhiều hơn nữa. Maplan là Metaverse mà phim đầu tiên thuộc loại này. Và khái niệm 3 không là một cột mốc quan trọng. Nó sẽ rất thú vị để xem người chơi sẽ phản ứng như thế nào với nó.
Và cuối cùng là trò chơi indie. Công ty con của Enamon Kabeza vừa nhận được sự hỗ trợ từ Epic Games cho Blockchainpo sắp tới của nó. Trò chơi xóa P2 nói chuyện với 2. Cụ thể là GZC, trò chơi khỉ, đã nhận được hỗ trợ tài chính từ gã khổng lồ trò chơi điện tử. Trò chơi sử thi, nhận được một khoản tiền lớn hoành tráng từ Fortnite. Nhà phát triển, kinh phí sẽ được sử dụng để phát triển danh hiệu đua xe thể thao dựa trên sự trôi dạt. Engine Engine là một công cụ trò chơi đồ họa máy tính 3D. Phát triển, Epic Games đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Sau khi được giới thiệu trong trò chơi không có thật năm 1998. Theo thứ 5, thông báo từ Ernest Kabazan, khoản trợ cấp Epic Mega dao động từ 5.000 đến 500.000 đô la. Sẽ được sử dụng để phát triển trải nghiệm trò chơi thực tế, ngang bằng với 3 trò chơi khác cũng. Sử dụng Engine Engine, Tucker Jet 2 là một trò chơi đua xe thể thao trôi dạt sắp tới, với một gara điều chỉnh dành cho người chơi từ quý 3 năm 2022. Và ngày phát hành đầy đủ được đặt cho năm 2024. Trò chơi sẽ sử dụng cho các bộ phận mã thông báo không thể đục lỗ, đề can ông tô và các vật phẩm mà người chơi có thể sử dụng để chế tạo ông tô của họ. Và hồ sơ. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, trò chơi tổng thể lừa vào có thể từng thấy dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Vô số quan hệ đối tác lớn với các web khác hay thương hiệu bắt tay vào web mới. Ba trò chơi Pavlov mang tính cách mạng đang trong quá trình chữa bệnh.